Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Ok, Mẫn xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm qua Mẫn vừa mới chia sẻ cho anh em một cái bản mod map rất là đẹp luôn của bạn Nhất Lê. Đó là cái bản mod map làng quê đường nhỏ hẹp đó này mà. Đó thì anh em có lẽ là bây giờ anh em đã có cái bản mod map hết rồi đúng không? Hả? Thì anh em nào mà chưa có mod cái map này thì ở dưới phần mô tả video Mẫn có ghim cái đường cái video hướng dẫn đó, anh em vô anh em xem anh em làm nha. Còn bây giờ thì Mẫn sẽ video ngày hôm nay Mẫn sẽ trải nghiệm cái map đường quê này cho anh em ha. Đó, thì có lẽ anh em đã trải nghiệm được cái bản mod map này sau khi mình vừa đau về rồi, còn Mẫn là người làm video mà Mẫn chia sẻ cho anh em xong rồi, bây giờ Mẫn hôm nay Mẫn mới có thời gian Mẫn khám phá cái map này anh em ạ. Còn nếu mà anh em nào mà đã khám phá rồi thì có thể là cùng Mẫn khám phá lại thêm một lần nữa ha. Thì anh em thấy không, hôm nay Mẫn sẽ dùng cái con xe Phương Trang anh em ạ, Mẫn sẽ dùng con xe Phương Trang để đi khám phá bản mod map này ha. Thì anh em thấy là đây là cái công ty cổ phần Phương Trang đây, thì Mẫn sẽ dùng con Phương Trang và cụ thể là xe Phương Trang miền Tây Đà Lạt anh em nha, lòng miền Tây Cần Thơ đó. Thì Mẫn thấy cái map này nó giống như là kiểu làng quê miền Tây anh em ạ, cho nên Mẫn sẽ dùng cái nhà xe Phương Trang miền Tây Cần Thơ anh em nha. Ok, anh em nào mà thích cái skin này anh em có thể tải dưới phần mô tả mà nó ghim cái đường link cho anh em tải rồi đấy ha. Thì ai mà fan hâm mộ của Mẫn á thì nhớ tải cái skin này về chạy nha. Đây có một cái bản là Nguyễn Mẫn Gamer đây mà đó, thì tôi làm cho tôi luôn anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đề máy và mình cùng nhau khám phá cái map này nha. Mình sẽ review từng chút cho anh em ha. Hôm nay sẽ là full luôn anh em ạ, mình sẽ chạy full map này cho anh em coi luôn. Rồi. Get go ha. Đi đây anh em ạ. Đây, đây là cái kênh của bạn Nhất Lê đây mà. Anh em nào mà chưa biết thì cứ bấm gờ mod Nhất Lê trên YouTube nó sẽ ra nha. Đây bạn này chuyên gia làm mod map, mod xe cho anh em ấy. Ok, bây giờ Phương Trang sẽ ra nha anh em nha. Thì đối với cái bản mod này á, đòi hỏi anh em phải có một cái tay lái, không phải là tay lái lụa anh em ạ, mà là tay lái cực lụa luôn ha. Ngoài ra anh em cần phải có một tay lái cứng anh em ạ, bởi vì nó sẽ yêu cầu anh em quẹo rất là nhiều, và đặc biệt là cái đường thì rất là nhỏ và hẹp luôn anh em ơi. Đây, đầu tiên chúng ta vào là chúng ta thấy có cái đường nhỏ hẹp xíu anh em ạ. Anh em thấy không? Đó. Đi nha. Rồi, Phương Trang lên đường nha bà con ơi. Đó, ở đây có một chiếc xe container nó chặn đường anh em thấy không, nhưng mà vẫn có đủ cái ấy cho chúng ta qua nha. Bây giờ chúng ta quẹo anh em ạ. Rồi, ok. Đây. Con đường này cũng có khá nhiều cái để mà khám phá đây mà. Đây. Cái bản mod map này á thì Nhất Lê đã làm cho chúng ta tất tần tật về Việt Nam rồi, và rất rất ư là giống Việt Nam luôn ha. Nhà thì có nhà sơn rồi, có nhà chưa sơn ha. Đường làng quê mà, cho nên nó phải hơi nhỏ và hơi hẹp một tí xíu này mà, nó không phải đường thành phố anh em nha. Đó. Ở phía trước là toàn là tiếng Việt Nam không nè, thép bovina đây nè mà. Đây, wifi rồi các kiểu ha. Ôi, hai bên là hàng giàu nè anh em ạ, và chính giữa là cái đường nhỏ xíu rất giống khi mà chúng ta đi lố rồi, rất giống khi mà chúng ta về đường quê anh em ạ. Đây, ở đây là anh em chúng ta sẽ tiếp tục quẹo một cái con hẻm nữa nha. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục quẹo một con hẻm nữa. Đó anh em thấy không? Rất là khó để mà qua được mấy con đường luôn nè. Quẹo anh em phải quẹo hết cua, và đặc biệt là lấy hết đầu thì chúng ta mới không vướng. Đây là một cái map phải nói là rất là đáng để anh em trải nghiệm. Map rất là đẹp luôn. Ok, chúng ta cứ quẹo từ từ thôi nha. Rồi. Đó anh em làm nãy giờ trên đường đi anh em thấy rất là nhiều khu. Ủa gì đây? Hình như kẹt xe rồi anh em ạ. Hình như tới đây là nó có mod traffic này, và chúng ta đang bị kẹt xe đây anh em ạ. Đúng rồi, chúng ta đang bị kẹt xe anh em ơi. Và cái map này mà đặc biệt là khi mà kẹt xe là anh em chỉ có thể là đứng chờ thôi, nếu mà không muốn vi phạm luật giao thông. Còn nếu mà anh em nào mà muốn vi phạm luật giao thông thì chúng ta sẽ phải chen map để
chúng ta sẽ chen qua những con xe này chúng ta chạy thôi anh em ạ. Cái đó là cái bắt buộc nha, bởi vì map rất là nhỏ luôn, anh em không thể nào em mới được nè. Như cái tình trạng này em thấy không, nãy giờ kẹt xe rất nhiều và hiện tại con đường thì đi nó vẫn chưa có dấu hiệu gọi là hết hết kẹt anh em ạ. Ok bây giờ ok, nãy giờ chúng ta chờ đã hơi lâu rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ phải bắt buộc chúng ta phải tìm một con đường riêng cho chúng ta đi thôi, bởi vì chúng ta không cách nào mà chúng ta có thể chen qua được cái map này đâu nên mà chúng ta sẽ bắt buộc đi nha. Mình sẽ mở cái bản đồ lên và chúng sẽ cùng coi nha. Bây giờ hai bên của nó nè. Ok, vậy là cái đường đi bên đây nó sẽ rộng hơn nha, mình sẽ chen cái đường phía bên đây nha. Đó. Ok, khá là căng đấy. Chúng ta phải bắt buộc phải làm cái cách này thì chúng ta mới qua được anh em ạ. Ok ha. 2000 years later. À, ok em ơi, thì sau khi mà chờ đợi chúng ta đã được thông xe ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường anh em ạ. Đó thì những cái khúc cua này rất là gắt luôn anh em nha. Nó gắt cực kỳ luôn cho nên là anh em phải lái cẩn thận một tí xíu. Không thôi là chúng ta sẽ không qua được những khúc cua như thế này anh em ạ. Đó. Cái map này phải nói một khi mà kẹt xe thì thôi rồi luôn á trời ơi. Nó còn hơn là ở thành phố nữa, bởi những bác tài mà được mà chạy được chỗ đây là cũng rất là đỉnh đó em ạ. Đây ở chỗ này thì bạn Nhất Lê có làm cho anh em một cái chỗ đậu xe này, vừa cho anh em một con xe khách luôn nha. Đó khá là đẹp luôn á, khá là ok luôn, hợp lý luôn á. Anh em có thể đậu chiếc xe khách của anh em ở trong đó được nha. Đó. Đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô cái đoạn đường rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây nhà cửa là hai bên là hàng hàng rào, nhưng mà hàng rào gỗ này mà hàng rào gỗ á, nhìn rất là đẹp luôn nha. Ui phía trước chúng ta là một con đường gọi là sình lầy mà, nhưng mà hai bên nó là toàn là sông nước rất là đẹp luôn, nhìn rất là ok luôn đó. Phải nói là cái map rất là rất rất ư là phải nói là đẹp, rất ư là Việt Nam. Đây khúc này tiếp tục là một cái khúc cua đòi hỏi anh em phải có một tay lái chắc chắn ở đây này mà. Đó chúng ta cua từ nha, không rồi nó sẽ lọt xuống cái kia cái mương là tiêu luôn á. Ok đó anh em thấy đường đẹp ghê không, anh em thấy đường hai bên đẹp ghê không, đó rất đẹp luôn anh em ạ. Thật sự là không thể chê đâu được anh em nha. Bởi vì anh em nào mà chưa tải map này thì nhanh tay tải 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 nha. Nhưng mà nó cứ hơi cực, cái là kẹt xe thì nó hơi đuối thôi, nhưng mà còn chạy thì nó phải nói là quá ok rồi. Tiếp tục là một khúc cua này mà. Đây hoa sen đây mà, hai bên là có hoa sen, đây có cây chuối, đây cây chuối là biểu tượng của người Việt Nam anh mà, cái chuối rất là xịn sò, rất là đẹp luôn. Đây. Đường thì rất ư là nhỏ xíu. Đường rất nhỏ, đậm chất của người Việt. Qua wow, có cái cầu luôn nè, đẹp dễ sợ luôn. Qua wow, có cano nữa nè anh em ơi, có cano nữa nè. Chỗ nhà ai, ôi nhà của người nào mà giàu ghê nè, nguyên cái nhà ba tầng luôn mà có nguyên một chiếc xe hơi đây luôn. Trời ơi giàu cực kỳ giàu luôn. Ở khu này chắc cái nhà đó là giàu nhất rồi nha anh em ơi. Nãy giờ chưa thấy cái nhà nào mà giàu như nhà đó luôn á. Có cà phê vỉa hè này anh em ạ. Quẹo nha. Mấy khúc cua này thì nó sẽ dễ hơn mấy khúc cua đầu game nè. Mấy khúc cua đầu thì vậy khó. Ui có xe cấp cứu vô tới đây luôn nè anh em ơi. Đây có chiếc xe cấp cứu vô tới đây luôn nè. Đây giống như là một cái chợ chợ mini ở làng quê này mà. Thì chợ ở làng quê thì thường thường người ta bán vào buổi sáng anh em nha.
ta bán buổi sáng và buổi trưa trưa là ta đã tan chợ rồi, chứ người ta không giống như chợ thành phố bán cả ngày đâu nè mà. Bởi vì người quê ta sống hơi khó đó, cho nên là anh em đi chợ anh em phải tranh thủ buổi sáng anh em đi, chứ ban ngày anh em đi là hầu như là hết thịt hết cá, không còn gì để mua. Wow, đẹp kìa. Wow, cái cầu anh em ơi, một cái cầu đẹp lắm. Wow. Wow, nhìn nè. Wow. Rất là đẹp luôn. Nó vừa đủ cho con xe khách chạy luôn. Ôi. Yeah. Quá đã. Có chiếc bolide nó chạy sang mình kìa anh em ạ. Ở này có rất nhiều bãi đậu xe cho anh em nha. Nhất Lê làm rất là nhiều bãi đậu xe cho anh em luôn. Anh em có thể đậu con xe anh em bất cứ chỗ nào anh em thích. Lại là một khúc cua đây anh em ạ. Ok, khúc này anh em coi cái bản đồ này nè, nó có hai hướng quẹo nè ha, chúng ta sẽ coi thử nha. Ồ, cái hướng này cũng là một cái chỗ đậu xe đây nè mà đó, chúng ta sẽ quẹo phía bên đây nha. Quẹo phía bên đây. Tiếp tục là mình không quẹo đây nè mà. Wow, cái đường này nó quẹo dữ luôn anh em ạ, quẹo dữ dằn luôn á. Chỗ này nó có một cây xăng cho anh em nè, anh em nào mà thích đổ xăng thì anh em có thể chui vô đây anh em đổ nha. Đó, anh em có thể chui đó anh em đổ nha. Rồi, ê qua mặt hả tôi hả? Không 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 qua mặt nha. Ủa, nó ép xe mình anh em ơi, cảnh sát chạy xe mất dịch. Chỗ này có một cái trường học anh em ạ, ở đây là một cái trường học đó, cái trường học anh em ơi. Ồ, có bách hóa xanh nữa nè. Chỗ này có cái chỗ khai thác gỗ nè, đúng không? Đó có chỗ khai thác gỗ cho anh em nè. Anh em nhớ coi Google Maps. Ui, thế giới di động mà cũng về khu này nữa ta. Ui, ở đây nó quá đầy đủ rồi anh em ạ, quá đầy đủ luôn. Nào là thế giới di động nè, điện thoại Apple nè, bách hóa xanh nè. Đó, bách hóa xanh nè, điện máy xanh nữa. Ôi, có cả điện máy xanh nữa anh em ạ. Một cái bản đồ mini map, tuy là nó nhỏ hẹp nhưng mà nó lại rất là đầy đủ luôn. Ở thành phố có cái gì là nó có hết tất cả luôn. Và đặc biệt là nó tích hợp tất cả những con đường là đường làng quê đẹp nhất ở Việt Nam vào đây luôn. Quá đỉnh. Cảm ơn bạn Nhất Lê đã tạo ra được những cái bản mod gọi là nó xịn sò. Wow. Ở đây là các nhà của cái cô gái nào đây? Mê màu hồng bên này mà. Mê màu hồng, ghét chiến tranh và không yêu thích sự giả dối. Ôi, nhà ở đây có bảy sắc cầu vồng luôn, chứ không phải là chỉ có một nhà đâu nè mà. Rất nhiều nhà có bảy sắc cầu vồng. Ok, nãy giờ anh em theo chân con vẫn cũng hơi lâu rồi mà chưa hết map ha. Quá đẹp, quá xịn sò. Yeah. Anh em nhớ vừa chạy vừa coi cái phần ấy nha, cái phần GPS nha, để tránh bị lạc nha, tại vì có những con đường nó sẽ hay bị quẹo. Cái này cái gì đây? Đây là cái cà phê võng. Ồ, cà phê võng có wifi này nên mà cà phê võng có wifi, nguyên quán cà phê võng luôn mà chả thấy cái võng nào ta. Để cà phê võng mà không thấy cái võng nào chứ trời. Ui, chỗ này nhích lên nên thêm vài cái võng nha ông ơi. Ông làm map mà có cà phê võng mà lại chưa có võng à, giống như kiểu là chắc là chưa khai trương Quá mà chưa chuẩn khai luôn. trường. Lỗi lỗi là do mình chứ không phải do người tao map anh, mà mình không hiểu ha. Wow, có ngân hàng Agribank nữa này mà. Ui, chỗ này có cái ngân hàng Agribank nữa nè, hay quá ông ơi, đạo cái map hay quá luôn á. Wow, chỗ này nó có cái bia đúng không? BBQ á. Đây là nhà xe Yamaha. Ok, anh em nào mà yêu thích mà muốn trải nghiệm cái map này lẹ thì nó có thể dùng xe máy nha. Mẫn khuyên anh em mà nó dùng xe máy luôn, xe hai bánh đó, chứ đừng dùng ô tô nữa. Ô tô đi cũng cực lắm anh em ạ. Chúng ta nên dùng xe máy, còn anh em nào muốn trải nghiệm mà gọi là muốn phê á thì nó có thể dùng xe khách như mình nè, lái cho nó phê. Chỗ này có bán cái kem nha, chỗ này có bán kem đưa anh em về tuổi thơ đây này mà. Đây là cái
cái thùng kem anh thấy không, đây thùng kem này đó, thùng kem Mario đó. Ok chị ơi, bán em cây kem chị ơi. Ồ, bán em cây kem đi chị ơi. Đó, đây là cái tuổi thơ của anh em nha. Những cái nhà nho nhỏ ở làng quê bán những cây kem ngọt lịm mùi có sừng banh cho anh em đó kìa. Ôi, khu này nó y chang như là kiểu khu nghỉ dưỡng cao cấp anh em ạ, chứ chả phải là map bình thường đâu. Đầy đủ tiện nghi luôn. Này gì đây? Chỗ mua xe máy à? Wow, rất đẹp luôn anh em ạ. Rất là xịn sò. Ui, salon tóc luôn nè. Ai chị em nào muốn làm tóc vô đó làm tóc nha. Ui, đây là cái nhà giữa xe anh em ạ. Nhà giữa xe dưới quê nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng không có. Ok, vậy là chúng ta hết map rồi nè. Chúng ta tới đây là chúng ta vô tới cái bến nè. Hả, anh đúng không? Chúng ta tới đây là chúng ta vô tới cái bến này nè. Đó, đây, vậy là chúng ta đã về tới cuối map rồi anh em ạ. Đó, thì trong đây là cái gara, anh em có thể lui xe anh em vô cái gara nha. Ra đi ba, người ta lui xe gara coi. Hết chuyện đậu sau xe khách. Ôi, ok anh em, vậy là hôm nay là mình đã khám phá thành công cũng như tất tần tật về cái map làng quê nhỏ hẹp của Nhất Lê rồi. Thì mà có một bài nhận xét như thế này là tuy là cái map này nó hơi ngắn, tại thật sự á là nó sẽ hơi ngắn anh em ạ. Nếu mà anh em mà trải nghiệm bằng những cái con xe như là kể cả là xe khách ha, kể cả là xe khách, xe máy hay là xe ô tô thì nó cũng là một cái map hơi ngắn, tại vì vẫn anh em cái video vẫn hơi dài, là tại vì vẫn vừa chạy vẫn vừa review vẫn vừa chia sẻ cho anh em về cái này cái kia, cho nên là nó hơi dài và vẫn chạy rất là chậm. Còn nếu mà anh em nào mà chạy nhanh á, chỉ cần làm dồi ga một phát thôi, thì có thể anh em khám phá cái map này trong vòng khoảng chừng 10 phút là chúng ta đã khám phá thành công tất tật về cái map này rồi. Nhưng mà nó sẽ như thế này, map thì có thể là nó hơi ngắn bởi vì làm map nó cũng rất là khó anh em ạ. Làm map nó hơi khó, nó cần đòi hỏi cái sự tỉ mỉ chi tiết của cái người làm map rất là nhiều đó, để tạo được một cái map mà có đầy đủ như là ngân hàng Việt Nam rồi các kiểu, thì rất là cực luôn đấy. Thì cho nên là có thể là cái map này sẽ còn dài nữa anh em nhìn nha, anh em nhìn khu này nha, nó sẽ còn đi nữa anh em ạ, cái đường này sẽ còn đi nữa. Nhưng mà có thể là bạn này, bạn Nhất Lê muốn cho chúng ta trải nghiệm trước ha, trải nghiệm trước để ta đỡ ghiền nói gì nói chứ mà rất là ghiền những cái bằng cái map mà làng quê, đặc biệt là những cái đường mà nhỏ hẹp như thế này nè, chơi rất là vui luôn. À, thì rất là nhiều cái map này phải nói là rất là đẹp luôn ha, với rất là thật sự là dành lời khen, rất là đẹp luôn, đầy đủ tiện nghi, đậm chất Việt Nam, nhà cửa Việt Nam, đường xá Việt Nam, đường làng quê Việt Nam, có cái ao sen là thấy Việt Nam rồi, có cây bụi chuối nè, có cây chuối là thấy Việt Nam rồi. Anh em đi đâu mà có cái sen, có cái chuối là biết có Việt Nam ha. Ngân hàng Agribank, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, tất tần tật nó đều gom gọn như một cái map mini này, và nó là rất là tuyệt vời luôn ha. Thì qua cái map này thì rất là cảm ơn ha, gửi lời cảm ơn đến bạn Nhất Lê đã tạo cho anh em ta một cái map có một cái sự trải nghiệm làng quê rất là lý thú luôn ha. Thì ok, thì hôm nay mới sử dụng cái skin Phương Trang này cũng rất là hợp lý này mà, thì mình nghĩ là anh em nên chạy skin Phương Trang trên cái đoạn đường này nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều ha. Đặc biệt là đường làng quê thì Phương Trang về rất là nhiều luôn. Ở cuối map có thêm một cái chỗ cho anh em đậu xe rất là xịn sò luôn, cái chỗ này anh em có thể đậu một lượt 2-3 chiếc xe Phương Trang cũng được anh em nha. Đó, thì ai mà yêu thích kênh của mình thì nhớ tải cái skin này về trải nghiệm anh em ạ. Bởi vì có cái tên Nguyễn Bẩn Gamer của tôi đó, ai mà là fan của tôi á thì nhớ tải về nha, trải nghiệm. Và ai yêu thích kênh của Nhất Lê thì cũng nhớ cho bạn đó một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Bởi vì đây là một người anh em rất là thân thiện với chúng ta ha, vừa tạo map vừa tạo xe miễn phí, không lấy một đồng một cắc nào cho anh em chúng ta chơi ha. Ok, thì bản video trải nghiệm map làng quê nhỏ hẹp và tuyệt đẹp đến đây là hết nha. Thì anh em nào chưa tải map chưa thì nhớ coi dưới phần mô tả mình có ghi cái video hướng dẫn tải map. Anh em nào mà muốn có skin này thì ở dưới phần mô tả cũng có link cho anh em tải thôi, anh em chỉ cần tải về và mod vào chạy thôi ha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Anh em yêu thích kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vô chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới nha. Ai có thắc mắc
hay có nhu cầu gì thì cứ để lại lời comment, để lại bình luận, mình vào mình đọc và mình sẽ chia sẻ cũng như là giúp đỡ anh em. Bye bye và chúc anh em một ngày vui vẻ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ